do vì sao mà Tigon nhận một đánh giá 1 sao ở trên TikTok. Sáng sớm hôm qua mới mở mắt ra, nhận được tin nhắn của bạn nhân viên là: chị ơi, mình có một đánh giá 1 sao. Lúc đó thật là tỉnh ngủ liền. Vào mình coi thử cái phản hồi của khách hàng như thế nào liền. Không hề có một cái phản hồi nào hết. Cái bạn này là mua một chai thuốc nhuộm của bên mình màu xanh dương. Mình mới bắt đầu nhắn lại cho bạn liền là anh cho bạn đã nhận được bên đơn hàng bên mình, không biết quá trình sử dụng có gì khó hay không bên mình. Thì bạn cũng không có trả lời. Mình cũng đã bán hàng TikTok được chưa đầy 1 tháng và mình cũng đang rất cố gắng mỗi ngày để làm sao cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nó tốt nhất có thể. Đây là một chai nhuộm màu nè, bên mình đóng, mình đặt một cái hộp nó vừa khít với lại cái chai. Ngay cái đầu này á là con nhà sản xuất họ đã khóa rất là kỹ, nhưng mình vẫn dán thêm một lớp băng keo nữa. Rồi bên mình có bọc bao chăm sóc, thêm một cái bông gòn hộ điệp để cho nó chắc chắn. À, cái tá nhỏ thế này, trước khi mà bên mình bán thì cũng rất là hồi hộp và cố gắng làm sao tốt nhất có thể, cẩn thận nhất có thể để có thể nhận được những cái đánh giá tốt của các bạn. Đó chính là cái động lực cho mình. Từ trước giờ mình rất ít khi đánh giá, nhưng từ khi mình bán hàng trên TikTok á, tự nhiên mình cảm thấy là một cái sản phẩm tốt á, thì mình có đánh giá như thế này thì cái người bán họ sẽ rất là vui. Ngay cả những cái phản hồi cũng thế, ví dụ như có ai đó họ góp ý hay là họ khen cái sản phẩm của tụi mình vui lắm, và bất lúc nào mình cũng sẽ phản hồi. Bên mình bán thì chắc chắn là sẽ khó để có thể hoàn hảo được, nên ví dụ như là bạn cảm thấy nó chưa tốt chỗ nào, từ cái thái độ nhân viên bán hàng hay cách đóng gói hay cái chất lượng sản phẩm, thì mình rất là mong các bạn hãy khoan đánh giá 1 sao đã, mà hãy phản hồi cho tụi mình biết để tụi mình sẽ hỗ trợ đổi trả hoặc là xử lý ngay cho bạn. Ngay cả cái việc mà bạn mua về bạn sử dụng nó chưa được ok, nó chưa được tốt lắm, các bạn cũng phản hồi cho bên mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn các bạn nha. Chứ các bạn đánh giá như thế này thì tội bên mình lắm. Và cho đến giờ thì mình vẫn chưa biết vì sao mình bị 1 sao nữa.